Hôm nay em giới thiệu thêm tới tất cả các bác nhà mình xem một cái mẫu xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của dòng xe Toyota mang tên là Toyota Innova nhá. Chiếc xe 7 chỗ ngồi form mới rồi. Một dòng xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, máy 2.0. Số sàn máy 2.0 các bác nhá. Đây là chính là cái phần nội thất bên trong của xe. Đấy, vô lăng của nó là vô lăng 4 chấu. Đấy, đây các bác xem này. Đấy, nội thất rất là sáng đẹp nhá. Đây, nội thất của xe đây. Nội thất là màu kem rồi. Và đây là trần đây, trần là trần lý nhá. Xe được trang bị hai dàn điều hòa. Đấy, hai dàn điều hòa rất là mát luôn. Đây các bác xem, đây một dàn đây. Dàn điều hòa đây nhá. Đây nội thất là màu kem hết rồi. Trần thì nó hơi gọi là hơi xám bẩn một chút. Đây cửa gió đây các bác nhá. Đây tắm đi cánh cửa đây. Nội thất rất là sáng đẹp đấy ạ. Sơn xi sánh đẹp. Sơn xi cũng rất là sáng đẹp luôn. Máy móc cực ngon và một dàn lốp thì còn khá là dày. Đây dàn lốp đây ạ, dàn lốp khá là dày nhá. Một dàn lốp còn khá là mới. Đây các xem. Khá là mới luôn. Sơ qua phần nội thất là như vậy thì bây giờ em mời các bác xem chi tiết về hình thức bên ngoài của cái mẫu xe Toyota Innova này nhá. Chiếc xe sản xuất năm 2008, số sàn máy 2.0. Form mới rồi, đây các bác xem này. Bác nào mà đang có nhu cầu mua dòng xe Innova thì hiện tại bên em đang có 4 chiếc nhá. Đang có 4 chiếc thì đang có 3 chiếc là bản di lông. Còn 1 chiếc là bản G. Mời các bác đến xem. Chiếc này là lưng đủ kịch đồ luôn các bác nhá. Và đây, biển Hà Nội 30A44275, biển Hà Nội các bác nhá, tên tư nhân chính chủ luôn. Rút hồ sơ đơn giản và nhanh gọn. Rút hồ sơ đơn giản nhanh gọn trên toàn quốc luôn. Hỗ trợ ra tên cho bác trên toàn quốc luôn. Bác nào mà đang quan tâm đến mẫu này thì hãy xem kỹ qua video. Một chiếc xe rẻ tiền với cái giá là hơn 200 triệu một chút thôi. Một chút xíu thôi các bác nhá. Thì có thể là mua được chiếc xe đời cao và một cái mẫu xe dáng đẹp và rất là lành và rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đồ đạc thay thế thì rất là dễ. Dòng này đồ đạc thay thế rất là dễ rồi đúng không ạ? Chiếc này của em là sạch đẹp cả xe các bác nhá. Sơn xi sạch đẹp. Đèn trước đèn sau rất là sáng. Đăng kiểm còn đến tháng 9 năm 2020. Đấy, đăng kiểm đấy ạ, còn đến tháng 9 năm 2020 nhá. Một dàn lốp rồi. Thân vỏ đẹp, máy móc cực chất luôn. Đây lốp đây. Đấy, thân vỏ cực đẹp luôn các bác nhá. Sơn xi sạch sẽ. Sơn xi sạch đẹp cả xe luôn. Có tích hợp xi nhan trên gương. Đây xi nhan trên gương đây. Gương thì được ốp inox và giữa được có tích hợp đèn và xi nhan ở trên gương rồi. Đấy, kính điện của xe lên xuống là nhẹ nhàng. Có vè mưa và có tất cả một số những cái đồ chơi như là đây các bác xem này. Có giá lóc này. Đấy, rồi có những cái thanh nẹp nằm ở giữa phần cánh cửa này đúng không ạ? Là răng đúc. Đấy, và có cả đuôi gió luôn nhá. Trước này có cả đuôi gió luôn. Đây đuôi gió này các bác xem này. Đấy, form mới rồi. Đây các bác xem đây phần đuôi. Chiếc xe này là một chiếc xe đã được lên form các bác nhá, lên form mới rồi. Form 2008, 9, 10, 11 thì vẫn ở cái form này, vẫn là cái form này luôn. Khi lên 2012, 13 thì nó mới là form khác. Đấy, cho nên là mấy cái đời này thì form nó sẽ như này các bác nhá. Em còn thêm hai chiếc form cũ nữa, hai chiếc form cũ và một chiếc form mới nữa nhá. Hiện tại đang ở trong bãi. Thì những chiếc xe phong cũ thì giá nó sẽ là dưới 200 triệu. Đấy, rất đẹp luôn. Nhưng mà nó chỉ là cái phong cũ thôi. Đấy, cũng lên hai dàn điều hòa rồi. Đấy, hai dàn điều hòa và gương kính các thứ là chỉnh điện hết rồi. Đấy, đủ đồ rồi các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ có dưới 200 triệu thôi. Đấy, cũng rất là sạch sẽ, sạch đẹp, gọn gàng. Đấy, xe một chiếc xe còn rất là cứng cáp. Bên em thì toàn bán xe nó còn đẹp, nó còn cứng thôi. Chứ còn những cái mẫu xe mà bị tai nạn hay là bị ngập nước, hay là những bị xe nó bị hình thức nó xấu đấy ạ, hình thức nó không đẹp cho lắm đấy, thì bên em sẽ không nhập về nhá. Sẽ không bán những cái mẫu xe như vậy. Đấy, đây là các bác mà mua xe bên em thì cũng hết sức yên tâm. Tuy rằng đôi khi đấy là có một số chiếc xe giá cả nó hơi đắt hơn một chút so với lại một số nơi khác đang bán. Nhưng mà xe bên em thì các bác biết là toàn xe nó còn chất thôi đúng không ạ?
toàn xe chất lượng thôi. Đấy cũng như thế này thôi, nhưng mà chỉ cần một bộ lốp nó mòn thôi cũng đã rẻ hơn tầm khoảng 10 triệu rồi đúng không ạ? Một bộ lốp mới bao giờ thì các bác biết là nó cũng sẽ đắt hơn tầm khoảng 10 triệu cho đến trên 10 triệu. Đấy, vì sao ạ? Vì khi mua dàn lốp thì các bác biết là nếu mà lốp tầm như này cũng phải là tầm khoảng chục triệu đúng không ạ? Tầm chục triệu mới có được một cái bộ lốp như thế này. Ở đây nhá, sơn xi sạch sẽ gọn gàng hết các bác nhá. Riêng cái mẫu xe này các bác về là còn không phải làm gì cơ. Không phải làm gì luôn. Cứ thế là đi thôi chứ không phải làm gì. Đấy, sơn xi này. Lốp rồi em quay rồi đúng không ạ? Đấy, đèn này, đèn rất là sáng luôn, đèn rất là mới luôn. Phần cửa xe rất là khít đúng không ạ? Phần cửa xe rất là khít và rất là gọn. Đóng cửa rất là chắc chắn nhé các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn. Đấy, form sườn của xe đây các bác nhà mình đang nhìn thấy rồi đúng không ạ? Các bác mua mẫu xe Innova về về chạy dịch vụ trong cái đợt này quá là ok luôn đúng không ạ? Chạy đi chạy du lịch. Đấy, rồi chạy có thể là chạy cả đám cưới nó cũng rất ok luôn này. Đấy, với tầm tiền rất là hợp lý, chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Các bác có thể là mua ngay được cái chiếc xe này về sử dụng gia đình mình rồi. Đấy. Xe đời cao và giá thành thì tương đối là hợp lý. Form dáng đẹp, tiết kiệm nhiên liệu và rất là lành, đồ đạc thay thế dễ và sửa chữa cũng rất là dễ và rẻ luôn đúng không ạ? Ở đây nhá, đây các bác xem này, phần đèn tích hợp trên gương còn rất là trong và rất là sáng luôn. Đấy, gạt mưa thì rất là nhẹ, thân vỏ không mục mọt các bác nhá, thân vỏ là không bị đâm đụng, không mục mọt. Bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết ở bên trong nội thất của cái chiếc xe mang tên là Innova này, một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Thì cái nội thất của cái mẫu xe này là nó màu kem vàng các bác nhá. Màu kem vàng. Rồi tắt đi cánh cửa đây. Các bác đón xem nhé. Em đang quay từ nối đầu kỹ và chi tiết luôn. Đấy. Hệ thống kính điện của xe lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đây, vách cửa này. Đây phần vách cửa đây các bác nhá. Một bộ ghế da còn tương đối là mới. Một bộ ghế da tương đối là mới luôn, cũng được trang bị là màu kem. Hệ thống đèn, đây là đèn gầm này. Đây, còn đây là hệ thống gương chỉnh điện của xe này. Đây, gương chỉnh điện đây nhá. Cái vô lăng 4 chấu rồi và có cái hình túi khí ở giữa. Đây là phần táp lô các bác nhá. Xe được trang bị một cái màn hình và có cả camera lùi rất là sắc nét luôn. Hệ thống điều hòa sử dụng hai dàn rất là tốt. Rất là mát luôn nhá. Và mát cực kỳ là sâu. Hệ thống điều hòa mát rất là sâu nhá. Đây là nhựa đây, hộp đồ đây. Một bộ ghế da sáng sạch rồi. Em quay kỹ để các bác xem từng chi tiết của cái chiếc xe này nhá. Đấy, đứng từ đằng xa thì các bác có thể thấy này. À, tiếp theo một cái cánh nữa, một cái cánh phía đằng sau. Để mời các bác cùng em đi chi tiết nhé. Đấy, những cái gioăng chỉ keo chỉ cánh cửa đây. Đấy, vách cánh cửa này. Rồi gioăng mép cánh cửa đây nhé. Đấy. Tắp ly tắp lô cánh cửa này. Hiện tại thì em đang quay cũng tương đối là chi kỹ và cũng tương đối là chi tiết luôn. Để các bác mà đang tìm mua dòng này thì các bác hãy xem kỹ. Và các bác cần thêm xem thêm bất cứ một cái vị trí nào của chiếc xe này, hay là muốn biết thêm thông tin gì về chiếc xe này cũng như là một số những chiếc xe khác của bên em, thì các bác hãy kết nối Zalo để được biết thêm nhé. Theo số điện thoại các bác kết nối cho em là số 093 85 86 307 nhé. Đó là số điện thoại Zalo cũng như là số điện thoại Facebook và cũng là số các bác gọi trực tiếp cho bên em để được tư vấn luôn nhé. Đấy, còn đây là trần này. Trần này được nâng lên trần bản G luôn rồi. Đấy, vách cửa đây. Đấy, hàng ghế đằng 2, hàng ghế thứ 2 đây. Hàng ghế đằng sau, hàng ghế thứ 2. Xe
sàn bọc da và có cái tấm thảm ở trên rồi. Nội thất của dòng xe Innova thì các bác thấy nó rất là rộng, đúng không ạ? Rất là rộng rãi luôn. Ở phía đằng sau này tiếp sẽ quay các bác xem sau nhé. Đi đến đâu thì em sẽ mở cửa ra đến đó, em sẽ quay các bác xem chi tiết nhé. Đây các bác xem này. Đây, cốp của xe được mở rộng ra như thế này. Và bây giờ thì mời các bác tiến sâu bên trong nội thất. Tiến sâu vào bên trong nội thất từ phía đằng sau lên, các bác em mình cùng xem nhé. Đây, ghế này thì các bác có thể là nâng lên cao và có thể là hạ xuống. Khi nâng lên cao thì sẽ tạo thành một cái khoang để đồ rất là rộng. Khoang để đồ rất là rộng luôn. Đấy, đồ nhựa xe rất là đẹp nhá. Một bộ ghế da trên dưới trước sau đây, các bác thấy này. Trên dưới trước sau rất là đẹp luôn. Đấy, trần này. Trần này các bác có thể là về mình bọc trần 5D, trần 3D hoặc là trần ni lông vào thì nó sẽ sạch sáng hơn rất là nhiều và đẹp hơn, đúng không ạ? Đây, ghế da đây. À, vâng, ok, thì em cũng đã quay xong cái phần phía đằng sau rồi. Bây giờ mời các bác xem đến cái phần nội thất tính từ bên phụ nhé. Tính từ bên phụ. Đây, mời các bác cùng em đi chi tiết. Em quay thì các bác thấy cũng khá là chi tiết về từng phần một của chiếc xe. Các bác nhìn thế này thì cũng không khác gì là các bác đến xem xe trực tiếp rồi, đúng không ạ? Hiện tại em đang quay tương đối là gần. Đồ nhựa xe rất đẹp luôn. Rất là sáng và còn tươi, đúng không ạ? Vâng. Đây các bác xem nhá. Đây, vách cửa này, bậc bệ lên xuống này. Cái phần gioăng cửa này nó hơi bị rách một chút nhá. Về nhà mình các bác có thể thay cái gioăng này đi. Vì gioăng em cũng đã chia sẻ với các bác cũng tương đối là nhiều. Là cái gioăng này thay cũng chỉ mất có vài trăm nghìn thôi, không đáng kể gì, đúng không ạ? Rất là ít, số tiền bỏ ra rất là ít. Nếu mà thay cũng được và không thay cũng được mà, không sao cả, đúng không ạ? Đấy là cái hình thức thôi, chứ còn thì cái chất lượng nó là cái chủ yếu, đúng không ạ? Và bây giờ thì hiện tại em đang quay cái táp lô của xe mà đứng từ bên phụ đi vào nhá. À đây có một cái hình túi khí nữa này. Đây, cửa gió đây. Nội thất của xe thì các bác thấy đây rồi, đúng không ạ? Cũng tương đối là sạch sẽ và gọn gàng. Tiếp theo đến một cái cánh cuối cùng. Quay xong cái phần này thì mời các bác xem đến phần gầm và phần máy của xe nhé. Đây, táp ly đây. Cái phần nhựa xe các bác thấy đây, nó còn rất là tươi và còn khá là sáng sạch luôn, đúng không ạ? Và cái phần này thì cũng được sơn giả vân gỗ này. Đấy, tay cầm của xe rất là sáng bóng, đúng không ạ? Kính điện của xe lên xuống thì rất là đơn giản và nhẹ nhàng nhá. Khi bật chìa khóa lên thì các bác chỉ cần là bấm ở vị trí này thôi thì kính sẽ tự động lên xuống này, kéo lên kéo xuống ở chỗ này nhá. Đấy, vách cửa đây. Chỉ với nhô 200 triệu một chút thì tất cả các bác nhà mình có thể là mua được cái chiếc xe này với nhau thôi. Và giá cả cụ thể thì mời các bác xem ở phần tiêu đề nhé. Đây, cửa nóng này rất là chắc chắn luôn. Và bây giờ thì mời các bác xem đến cái phần khu vực gầm của xe nhé. Đây, gầm sàn này. Đây, các bác thấy này. Gầm sàn là không mục mọt, không han gì, không mục mọt gì. Đấy, rất là sáng và đẹp. Cả cua lốp nó luôn nhá. Đây các bác xem này, cả cua lốp nó luôn này. Đấy, tiện quay luôn cho các bác xem. Đây nhá, cua lốp này. Đây các bác thấy không ạ? Riêng về phần gầm. Đây, phần gầm và phần máy của cái mẫu xe này các bác nhìn mình hoàn toàn rằng yên tâm. Xe còn khá là chắc chắn và cứng cáp nhá. Đây các bác xem này. Đây, cua lốp các thứ này. Sắp xì của xe rất là sáng.
Đấy, cái logo xe rất đẹp này, đây con xe này. Đấy, bây giờ thì mời các bác xem đến khu vực phần khoang máy của cái mẫu xe. Động cơ thiết kế ra là động cơ máy 2.0 nhá, máy dọc cầu sau. Rất là khỏe cho các bác nhà mình chạy. Độ tiết kiệm của xe thì các bác biết rồi, dòng xe Innova tiết kiệm xăng chỉ với 8 cho tới 9 lít trên 100 km thôi. Riêng về máy của cái mẫu xe này thì các bác yên tâm rằng là máy cực chất luôn. Máy lổ êm, chạy khỏe bốc, không bị cháy dầu và cũng không bị rung lắc, bị đổ hơi, khói bụi gì nhá. Một chiếc xe còn khá là chất, khá là cứng cáp, với giá tiền thì hơn 200 triệu một chút xíu nhé các bác nhá. Các bác hãy alo để được có một cái giá tốt nhất, một giá ưu đãi nhất, một giá yêu thương nhất đối với cái mẫu xe này của bên em. Các bác lưu ý là bên em còn một vài cái mẫu nữa, hiện tại em chưa quay ở đây. Và những dòng xe 7 chỗ như Captiva hay là như Everest này. Đấy, thì rất là nhiều, cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, rồi ok, em xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo.